Chào các bạn. Mới nhìn qua cái hình ảnh này, các bạn có đoán ra đây là cái cây gì không? Đó, mình nghĩ là bà con cô bác anh chị, những người đã từng tiếp xúc với nó, đã từng thấy, hoặc là khi chúng ta sống ở miền quê đó, thì cái cây rau này nó rất là quen thuộc. Mình nghĩ là hầu hết là chúng ta đều biết cái cây này. Đó, nó là một cái rau quan dại nhưng mà là một vị thuốc rất là quý nha các bạn. Đã có một cái dịp thì mình đã chia sẻ cái video này, một ngày làm vườn của Phước Hòa Trần á. Thì lúc đó thì mình có đi hái, mình chia sẻ trong cái bài là mình đi hái cây rau tập tàn. Có nhất rất là nhiều cái loại rau, trong đó thì mình có hái cái loại rau này. Đó, và lúc đó thì có chia sẻ một ít cái công dụng, mình chia sẻ thoáng qua, không tập trung nhiều vào cái phần chữa bệnh của từng cây một. Cho nên khởi dĩ hôm nay thì mình quay lại để đăng lại một bài chia sẻ ngắn gọn về cây thuốc này. Bởi vì nó quá hay các bạn, nó quá hay. Và trên cái hình ảnh này mình nói là để các bạn có thể biết đây là cây rau cả trời. Đó, hay là cái tên mà mình ở miền Trung mình á thì gọi là cây rau tàu bay. Nếu mà nó cả trời thì chắc chắn là mọi người ở đây là không biết cái cây gì các bạn. Đó, cây trời là cái tên chung trong là một cái vị thuốc trong các cái bài thuốc cây lá dân gian á thì gọi là cây cả trời. Rồi cây gọi là cây cải đất. Đó, cây cải ma. Đó, nhưng mà cái tên mà vẫn quen thuộc nhất là cây tàu bay, cây rau tàu bay nha các bạn. Trên hình ảnh này thì các bạn thấy là khi mà nó ra hoa như thế này đó thì nó rất là cao. Đó, cái thân nó có khi là sẽ lên đến cả gần cả mét nha các bạn. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta nó mới lên đó, khi nó còn non á, khi thu hái làm rau ăn thì nó chỉ tầm 30-50cm như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Cây lá của nó là cái hình khía như thế này. Đó, tất cả các lá, có những cái lá là nó tới, nó chẻ ra như thế này các bạn, nó 1, 2, 3. Đó, gồm có một cái lá chính và tới 4 cái lá phụ với 2 cái nách chia như thế này. Đó, nhưng mà riêng cây đây là chỉ có 2 thôi. Đó, cái thân mà mọi người rất dễ phân biệt nhất là nó có cái rãnh khứa như thế này. Đó, cái trên cái mặt lá nó thì có cái lông tơ nhỏ nhỏ. Mà thấy chưa? Đó, còn hoa nó thì như thế này đây, mình để lấy cặn rõ lại các bạn dẹp đó. Đây là cái hoa của nó. Đó, hoa nó có cái màu vàng vàng như thế này. Theo nhiều tài liệu thì nó có một cái loại là hoa màu trắng đó nha các bạn. Nhưng mà ở cái vùng của mình đây thì ở ngay cái khu trại sản xuất của mình đây có rất là nhiều cây thuốc. Thì mình chỉ thấy là nó có một cái loại hoa màu vàng như thế này. Đó, và nó ra hoa thì tầm tháng 3 đến tháng 5 nha các bạn. Đó thì hôm nay là 27-28 tháng 3 rồi. Đó thì hoa nó như thế này. Đó, khi mà nó bung nở ra thì các bạn thấy là nó có những cái lông. Đó, khi nó bung nở là nó có những cái sợi hoa, nó có cái lông như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, còn khi nó chưa nở thì nó như thế này. Đó, nói chung thì mình nghĩ rằng có rất là nhiều người biết về cái cây này. Ngoài ngày xưa nay thì đa số là chúng ta đều biết nó ở cái dạng là làm rau ăn thôi. Đó, những năm khó khăn thời kỳ trước khi mà các cái loại rau nó chưa có phong phú, chưa có nhiều như bây giờ, thì những cái loại rau quan dại, rau tập tàn như cái rau tàu bay, cải trời này thì gần như là một món ăn thường xuyên của nhiều gia đình nha các bạn. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì với cái nền y học phát triển này, rồi nghiên cứu thêm của y học hiện đại, thì người ta phát hiện ra cây rau cải trời này nó trị bệnh một cách tuyệt vời. Và cách sử dụng của nó thì quá đơn giản, là có khi là chỉ làm nấu nước uống, hoặc đa số là làm rau ăn hàng ngày. Chúng ta ăn cả cái và uống cả nước thì nó sẽ trị được rất là nhiều bệnh. Đó, những cái công dụng của nó thì mình xem rất là nhiều cái tài liệu mô tả về nó nha các bạn. Đó thì một cây rau quan giả như thế này, nhưng mà
khi dùng nó ở chế độ giống như nấu canh hoặc là xác uống đó, thì nó chủ trị rất là nhiều cái bệnh. Trong đó mà lát nữa mình sẽ nói kỹ đó là các cái loại bướu cổ nha các bạn. Đó, rồi chữa tràn nhạt nè, nhọt lở nè, rồi dùng cầm máu vết thương nè, rồi điều trị ban huyết nè, chảy máu cam, tức ngực, yếu phổi, ho, co, đờm, táo bón, mất ngủ, nước đáy vàng và nóng nha các bạn. Đó, nước đáy vàng và nóng. Rồi thì những bạn mà thừa cân béo phì thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Một cái lựa chọn rất là tuyệt vời bởi lẽ là nó rất là giàu chất xơ. Đó, và hơn nữa thì khi mà sử dụng cái rau này thì nó lại giảm đi cái tính thèm ăn cho một cái số người mà có cái thừa cân béo phì đấy nha các bạn. Đó, thì mới sơ qua thì các bạn thấy rất là nhiều công dụng. Khả dĩ mình chia sẻ lại cái này thì thưa các bạn, mình rất đáng tiếc. Mình gặp rất là nhiều cô bác, anh chị, các em đó là bị bướu cổ nhưng mà bướu lành đó nha các bạn. Đó, có nhiều người mang bướu trên cổ rồi thì là ngay lập tức đã đi đến các cái bệnh viện để mà can thiệp rồi mổ bướu nha các bạn, với một cái chi phí là rất là cao. Đó, và nhiều khi đó thì cũng tái đi tái lại rất nhiều lần, mà một khi chúng ta đâm mổ đó thì ảnh hưởng sức khỏe. Đương nhiên thì mình nói với các bạn, không phải là mình nói thế là nó là cái cây cải trời hay cái rau tàu bay này là cây thuốc thần thánh là lúc nào cũng trị tuyệt đối bệnh bướu cổ. Đó, nhưng mà thưa các bạn là mình có dịp đọc trên một cái tài liệu đó, có một cái bạn chia sẻ như thế này. Tức là bạn ấy mang cái bướu trên cổ mà nó to đến như quả cam này nha các bạn. Đó, thì trong một cái lần đã đi làm từ thiện cứu trợ đồng bào bão lụt á, thì bạn ấy cũng lan xả vào cùng với mọi người để giúp đỡ những cái thân phận khó khăn trong cơn hoạn nạn. Thì có một người bạn đó cùng đi trong đoàn á, là nhìn thấy cái bướu cổ của cái bạn ấy. À, sau cái chuyến đi đó thì cái người đồng hành trong đoàn đã về quê và đem lên cho cái người bạn bị bướu cổ đó một cái mớ rau như thế này. Mục đích đó là để giới thiệu cái loại rau đó, cái rau tàu bay này, cây cải trời này cho người bạn đó biết để về sử dụng nha các bạn. Thì hay một cái là người đó chỉ về đơn giản như thế này thôi, tức là thường xuyên ăn cái rau này, đó luộc hoặc là nấu canh nha các bạn. Đó, cái ăn và cái thì chúng ta có thể luộc ăn, chấm hoặc nấu canh, còn cái nước là chúng ta uống vào. Thì người bạn mới nói rằng là sau khi sử dụng được có khoảng nửa tháng nha các bạn, thì cái khối bướu á, cái cục bướu á, là nó giảm gần như 50%. Và dùng thêm một thời gian nữa đó thì bướu đó đã bị tiêu hoàn toàn, không còn bướu trên cổ nữa. Đó, và khi đến bệnh viện để kiểm tra lại cái bướu nha các bạn, thì bác sĩ rất là kinh ngạc khi mà phát hiện ra là cái bướu đó đã không còn. Thì mình nói như thế là thưa các bạn là khả dĩ là mình tiếc cho một số bạn đó, là lý do là chúng ta chưa tìm hiểu một số cây thuốc, cây lá dân gian quanh vườn. Mình nghĩ là chưa đến mức nó đe dọa tính mạng đó, thì trước khi đi đến bệnh viện phẫu thuật đi mổ bướu đó thì chúng ta có lẽ là nên sử dụng qua một lần. Đó, nếu như may mắn chúng ta hợp với cơ địa và hợp với cây thuốc này thì bướu cổ chúng ta đã có thể bớt hoàn toàn mà không cần thiết là phải đi phẫu thuật nha các bạn. Đó, cho nên hôm nay mình chia sẻ cái cây thuốc này nhằm mục đích là nếu như các bạn không may mắc bệnh bướu cổ đó, tức là bướu lành hay là còn gọi là bướu ba giả đô đó các bạn. Nhưng mà cũng có những cái nguồn thông tin thì nói là bướu độc á, cũng bất với cái cây cải trời này, tức là cái rau tàu bay này. Cho nên là các bạn có thể sử dụng nó để mà phòng đã. Còn cách mà dùng nó thì chúng ta dùng tươi cũng được và chúng ta dùng khô cũng được. Đó, mình ví dụ như cái cây này. Đó, thì các bạn có thể là chúng ta nhổ toàn thân nó lên như thế này. Đó, cái phần dưới này là chúng ta rửa sạch. Còn với cái đoạn đây này, các bạn thấy chưa? Tức là sử dụng cây cải trời, cây rau tàu bay này đó,
là toàn thân. Đó, kể cả là trên này khi nó ra cái hoa là các bạn cũng lấy luôn. Hoặc là cái cây mà nó còn non như thế này thì chúng ta cũng lấy toàn thân. Đó, cả gốc và rễ như thế này nha các bạn. Đó, tốt nhất là vào mùa nắng á, thì chúng ta thu hoạch nó. Còn phơi cái cây này cho khô thì là không phơi ngoài nắng. Tức là cái cách phơi chúng ta là phơi âm can, tức là phơi trong mát cho để nó khô dần. Đó, khi chúng ta đem về nó rửa sạch sẽ rồi chúng ta sẽ cắt ra từng đoạn ngắn như thế này. Đó, vài cm như thế này. Đó, rồi kể cả lá, hoa, thân và gốc rễ như thế này. Rồi đem phơi thật khô và chúng ta bảo quản để dùng dần nha các bạn. Đó, cái liều lượng mà để trị một số bệnh trong đó có bướu cổ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế này. Tức là khi mà điều trị triệu bướu á, là nó có mấy cách như thế này. Cách thứ nhất á, là các bạn có thể dùng cái lá non như thế này. Các bạn thấy chưa, một cái cây non như thế này chúng ta làm rau ăn hàng ngày. Tức là ăn cái cái và uống luôn cả cái nước. Đó, chúng ta ăn thường xuyên thì nó cũng giúp trị bệnh. Thứ hai đó là nếu như mà các bạn có thể dùng nó ép, tức là chúng ta cắt ngắn đã bỏ vào cối xay sinh tố đó, là cái liều lượng dùng nó khoảng 30 gram cái cây cải trời này. Tức là không được nhiều hơn nha các bạn, hoặc là không được ít quá. Theo cái định lượng mình cũng tham khảo nhiều tài liệu á, là chúng ta lấy khoảng 30 gram cái cây cải trời này cho vào máy xay sinh tố. Đó, xay nhuyễn ra và chúng ta ép vét lấy cái nước đó để uống. Đó, và sử dụng như là các cái loại giống như mình uống nước sinh tố của các cái loại rau quả rồi khác nha các bạn. Đó. Một cái nữa là khi chúng ta dùng nó là cái thảo dược là khô. Khi mà dùng khô thì chúng ta dùng khoảng từ 10 đến 20 gram. Đó, cái cây mà chúng ta đã phơi khô mà phơi âm can ở trong mát như mình nói đó nha các bạn. Đó, thì cứ hàng ngày là chúng ta đun sát, đem sát nước uống hàng ngày. Tức là giống như là chúng ta hãm nước chè hay là các loại nước khác để uống dùng thường xuyên trong ngày. Đó, thì nó rất là hiệu quả. Tuy, và nếu như ngoài cái bướu mà mình nói rất là nhiều, thì những cái người mà không may mắc cái bệnh giống như là trằn nhạt này, nhọt lở rồi dùng để cầm máu vết thương, trị ban huyết, chảy máu cam, tức ngực, yếu phổi, ho có đờm, táo bón, mất ngủ, đái vàng, nóng nha các bạn. Đó, thì chúng ta kiên trì sử dụng nó thì nó cũng đem lại kết quả rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm là cái cách phối hợp cái cây cải trời này với một số cái loại khác. Đó, thường là mình chia sẻ là cái cách đơn giản để các bạn áp dụng đã. Chứ còn khi mà áp dụng trong những cái bài phương thuốc khác, đặc biệt là các cái bài thuốc nam khác đó nha các bạn. Đó thì nó rất là nhiều thứ mà không dễ gì ở nhà các bạn một lúc các bạn đã có đủ. Đó, và nếu như chúng ta muốn phối hợp nó là nhiều khi là xem bắt cái bài đó là chúng ta phải đi mua. Đó, đi mua rồi về mới phối hợp. Còn ở đây á, thì mình chia sẻ với cây lá dân gian, cái cách của mình là thường là mình chỉ nói mà mọi người có thể tìm ngay về sử dụng ngay. Mà không qua các cái bài mà phối hợp nó quá ư là rườm rà thì có nhiều bạn là ở cái hoàn cảnh khó khăn thì không thể dùng cái bài như thế được. Đó, còn cách dùng của nó như mình nói lúc nãy giờ mình vẫn nói đi nó lại, cách đơn giản nhất là chúng ta hãm nước uống, nấu canh ăn, làm rau ăn thường xuyên nha các bạn. Đó, thì nó rất là tốt. Ngoài ra nếu chúng ta không có bệnh tật gì thì ăn cái rau cải trời này nó chứa nhiều sinh tố dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C trong đây rất là nhiều, chất xơ nha các bạn, thì nó cũng đã bồi bổ cơ thể, nó giúp chúng ta rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì cây rau này cũng có một vài cái cảnh báo nha các bạn. Một vài cảnh báo, tức là khi sử dụng nó thì mình vẫn nói là trong cái liều lượng mà cho phép đó, là các bạn thấy rồi đó. Đó, dùng nấu canh ăn hoặc là làm sinh tố ép nước uống, hoặc là chúng ta dùng cái khô thì nên dùng ở đúng cái liều lượng như thế. Chúng ta không ăn với một cái nhiều bạn là nghe cái này tốt chữa bệnh là hiệu quả, là các bạn không may bị bướu hay bị cái bệnh gì đó mà chúng ta ăn với một cái lượng là ăn quá nhiều, giống như là ăn no luôn nha các bạn. Đó, thì cây thuốc cây rau nào cũng thế, mà nếu chúng ta lạm dụng nó quá thì nó không tốt cho sức khỏe. Đó, nó có thể gây ra một số các tác dụng phụ không mong muốn. Đó, còn nếu như các bạn dùng ở cái liều chỉ định như thế, 10 đến 20 gram khô hoặc là khoảng 30 gram cây tươi xay làm sinh tố, hoặc chứ nếu chúng ta ăn nấu canh hàng ngày thì nó cũng không có hại gì.
Nhưng mà nếu như các bạn dùng với liều quá nhiều thì nó không tốt. Không phải riêng về cái cây cải trời, cây thầu bay này mà cái cây gì cũng vậy nha các bạn. Đó thì chiều hôm nay thì mình Khả Dĩ chia sẻ lại cái này để mình mong rằng đó, mình mong rằng những cái bạn nào không may, đặc biệt là bị số 1 đó là trị bướu cổ nha các bạn. Đó, bướu bao giờ đô và bướu lành. Và nếu như có bướu ác đi nữa thì các bạn vẫn có thể dùng qua kết hợp với Tây Y. Quá trình điều trị bệnh viện thì mình nghĩ rằng nó sẽ tăng cái công hiệu trị bệnh bướu rất là nhiều. Mong rằng những bạn đang bị bướu khi xem được cái video này thì các bạn khoan hay thực hiện các cái biện pháp khác của khoa học hiện đại mà chúng ta nên, khi chưa có nạn nề gì lắm thì chúng ta nên áp dụng cái cây rau cải trời này, cây tàu bay này. Đó, theo cách thông thường nha các bạn. Đó, và nếu như sau một thời gian 15, 20 ngày, một tháng, vài tháng như đó mà chúng ta dùng mà cảm thấy không hiệu quả gì thì thôi thì lúc đó chúng ta cũng không ăn hẳn gì nữa và chúng ta sẽ chuyển qua một phương pháp khác để trị bướu nha các bạn. Đó, thì rất cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình. Đó, thưa các bạn, là có thể là mình nói nó dài nhưng mà mình muốn nói kỹ để cho mọi người áp dụng nó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.